Kính thưa quý vị, đây là chương trình hội luận của Tổ hợp Y tế Family Choice, một tổ mà một mạng lưới y tế Việt Nam vững bền nhất, lớn mạnh nhất trong quận Cam, thành lập từ năm 1995 đến nay đã 20 năm. Và hiện nay Tổ hợp Y tế Family Choice đang phục vụ trên 50.000 bệnh nhân qua nhiều chương trình bảo hiểm khác nhau. Và thưa quý vị, hôm nay một lần nữa chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Vũ Quang Bân. Xin kính chào bác sĩ Vũ Quang Bân. Kính chào bác sĩ Toàn và kính chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, bác sĩ Vũ Quang Bân, như tuần trước chúng tôi đã trình bày thưa cùng quý vị là bác sĩ Vũ Quang Bân là phó giám đốc của Tổ hợp Y tế Family Choice, đã sát cánh cùng chúng tôi làm việc trong 20 năm vừa qua. Và bác sĩ Vũ Quang Bân là một người chuyên môn lo về ngoại vụ để lo cho quý vị và những cái chương trình đặc biệt như là tiệc mừng xuân mà mỗi năm cho quý vị cao niên trên 65 tuổi. Thưa bác sĩ Bân, đến nay mình làm cũng là nhiều năm rồi, bác sĩ Bân. Dạ vâng, tất cả là Tổ hợp Y tế Family Choice đã được thành lập 20 năm nay rồi. Và tiệc mừng xuân chúng tôi đã tổ chức rất nhiều lần, mỗi năm đầu xuân. Tôi cũng không nhớ rõ là bao nhiêu lần. Hơn 10 năm. Năm đấy. Năm nào cũng làm cả. Có những năm mà chúng tôi tổ chức một năm hai lần, một buổi tiệc mừng xuân và một buổi tiệc vào mùa hè cho tất cả gia đình và các con em. Thì năm nay cũng như là năm ngoái, tiệc mừng xuân Ất Dậu sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 22 tháng 2 tại nhà hàng Seafood Palace, cũng vẫn nhà hàng cũ năm ngoái, ở trên đường Westminster, góc đường Golden West. Đây là nhà hàng lớn nhất ở quận Cam, có thể có tới 800 chỗ ngồi để tiếp đón tất cả các quý vị. Thì xin các quý vị, chúng tôi sắp gửi thơ mời ra và các quý vị sẽ nhận được nội trong tuần tới. Vâng, thưa quý vị, thì như bác sĩ Vân vừa trình bày, chúng tôi hiện thời có trên 2.000 bệnh nhân, hơn thành viên trên 65 tuổi ở trong chương trình và nhiều chương trình bảo hiểm khác nhau. Thưa bác sĩ Bân, mình có tới 2.000 người trong 2.000 gọi là thành viên của tổ hợp. Đúng rồi. Thì bây giờ cái dự trù của bác sĩ Bân là bắt đầu mình gửi ra, chừng nào mình gửi ra bác sĩ Bân? Vâng, đầu tuần tới là chúng tôi bắt đầu gửi thơ mời đến các quý vị. Mà với 2.000 quý vị trong tổ hợp mà chúng tôi chỉ có 800 chỗ ngồi, thành ra chúng tôi sẽ dành ưu tiên cho tất cả những quý vị cao niên trong tổ hợp 65 tuổi trở lên. Và khi quý vị nhận được thơ mời, nếu quý vị thấy có thể đi được, xin quý vị làm ơn trả lời cho tổ hợp càng sớm càng tốt để chúng tôi có đủ thì giờ sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị. Vâng, thưa bác sĩ Bân, thì mình thường thường là mình gửi cái thơ ra bắt đầu kỳ tuần tới của bác sĩ Bân. Thường thường là thứ hai tuần tới của bác sĩ Bân. Đúng ạ. Bắt đầu mình gửi ra, thì mình gửi ra, dĩ nhiên là cái thơ đến với tay quý vị thì nội trong tuần tới. Vâng. Đa số quý vị sẽ nhận được, đúng không? Thì 22 tây là ngày mình làm việc. Vâng. Mình làm tiệc. Vâng. Thì cái hạn chót mà để gửi thơ mà mình nhận được thì chừng nào bác sĩ? Là ngày 17 tháng 2, thứ ba ngày 17 tháng 2. Tức là trước ngày tổ chức 5 hôm. Ngày tổ chức là 22 tháng 2 và ngày cuối cùng để quý vị trả lời nhận chỗ là ngày 17 tháng 2. Nhưng mà xin quý vị, nếu có thể được quý vị trả lời sớm thì tốt hơn, là bởi vì chúng tôi chỉ có 800 chỗ ngồi và tới 2.000 thơ gửi tới các quý vị. Vâng, thưa quý vị, thì thế này, với hơn 2.000 bệnh nhân, đa số là bệnh nhân Việt Nam, cũng có thể có một số bệnh nhân ngoại quốc nữa, thì dĩ nhiên là chúng tôi để tiện việc sắp xếp, anh em chúng tôi mong muốn quý vị gửi thơ trả lời càng sớm càng tốt. Đúng thế. Vâng ạ. Mình gửi ra bắt đầu thứ hai tuần tới mình gửi ra. Vâng. Thì hy vọng nội cái tuần đó là quý vị nhận được hết. Nhận được rồi và quý vị trả lời ngay. Dạ vâng. Thưa bác sĩ Bân, thì trả lời bằng cách nào bác sĩ Bân? Chúng tôi có để số điện thoại trên cái thơ mời, quý vị chỉ cần gọi số điện thoại đến tổ hợp, tổ hợp sẽ lấy tên của quý vị và sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho quý vị. Quý vị khi mà tới, xin quý vị cầm theo cái thơ mời. Thơ mời này chính là cái vé để vào cửa. Xin quý vị nhớ cầm theo thơ mời và trả lời cho tổ hợp, thế là đủ. Vâng, thưa quý vị, thì như chúng tôi đã trình bày cùng quý vị trong tuần qua, chúng tôi phải sắp xếp bàn rồi phần ăn cho quý vị. À. Bác sĩ Bân nói là phần ăn thì có thể ngay như là ăn chay cũng có phần ăn cũng riêng. Có, vâng. Thì quý vị gọi vào thì quý vị cho biết là quý vị có ăn chay không? À. Thì để chúng tôi sắp xếp cho quý vị ngồi cái bàn ăn chay, không bác sĩ Bân? Đúng vậy. Thành ra cái chuyện mà quý vị gọi vào cho chúng tôi biết, quý vị tham dự và quý vị cho biết có ăn chay hay không thì rất là quan trọng. Vâng. Rồi bây giờ xin hỏi bác sĩ Bân thế này, thì
trong dựa theo quá khứ mình đã bị nhiều lần rồi. Vâng. Là bây giờ ví dụ như trong một gia đình có một ông là thành viên của tổ hợp, mà ví dụ bà hay là một người phối ngẫu không ở trong tổ hợp thì mình hành xử như thế nào? Vâng, trong trường đó thì chúng tôi sẽ phải giữ tên quý vị, và nếu đến giờ chót mà chúng tôi có đủ chỗ thì chúng tôi sẽ mời cả hai ông bà luôn. Vâng, thưa quý vị, thế này, đó là cái điểm quan trọng. Như bác sĩ Bân nói cái ngày, vì vậy nên chúng tôi đã phải đóng sổ vào ngày 17 của bác sĩ Bân. Vâng. Chứ là 5 ngày trước khi mà tổ chức. Vâng. Thành ra chúng tôi để có tiệm việc sắp xếp để coi nếu mà tới ngày hôm đó. Vâng. Mà cái số người tham dự nó không có quá 800 người, dưới 800 người dưới 800 thì bắt đầu mình có thể nhận thêm những vâng. quý vị mà phối ngẫu của phối quý ngẫu thành của, viên. Vâng. Phải bác sĩ Bân. Đúng vậy ạ. Vâng, thưa quý vị, thì đây là một vấn đề rất là tế nhị. Thì chúng tôi tổ chức tiệc mừng xuân thì mong muốn quý vị đến để chung vui, để vui vẻ. Thành ra mà vui vẻ thì muốn được vui vẻ, muốn hoàn hảo thì phải có trật tự, không sĩ Vân? Vâng. Thành ra nếu mà muốn làm như vậy thì nếu quý vị gọi vào sắp xếp thì dĩ nhiên quý vị đến, chúng tôi cũng có nhân viên của chúng tôi đón tiếp quý vị và sắp đặt cho quý vị chỗ ngồi. Thành ra dựa theo năm ngoái đó, mình có vấn đề và phút chót, phải không sĩ Vân? Vâng. Thì bất cứ một buổi tiệc nào, nhất là cái buổi tiệc này tới 800 quý vị, còn gấp đôi những cái đám cưới lớn, thành ra vấn đề sắp xếp vô cùng quan trọng. Mà mặc dù là chúng tôi có đầy đủ các nhân viên tiếp đón quý vị, thế nhưng mà nếu mà quý vị mà cho chúng tôi biết trước, chúng tôi sắp chỗ ngồi quý vị thì sẽ không có vấn đề gì cả. Còn nếu không đó thì đến vấn đề chỗ ngồi rất là khó khăn đối với chúng tôi nếu quý vị không dành chỗ trước. Vâng, thưa quý vị, thì chúng tôi đã ngồi lại dựa theo hơn kinh nghiệm hơn 10 năm vừa qua. Chúng tôi sắp xếp chỗ và ưu tiên bao giờ cũng dành cho thành viên của tổ hợp ET Family Choice, của gì vậy? Nào, thành viên của tổ hợp ET Family Choice thì chúng tôi ghi nhận ngay và xếp vào cái như là mình coi như bảng E đi, phải không? Còn những người không phải là thành viên thì mình xếp vào bảng B, một cái bảng phụ đó. Thì cái bảng này thì dĩ nhiên là chúng tôi sẽ theo dõi rất là chặt chẽ, vì vậy nên quý vị nên gọi vào, nên trả lời cho chúng tôi biết và gọi vào. Thì gọi vào số điện thoại nào, số điện thoại của tổ hợp là 714-898-0765. Vẫn cái số quen thuộc mà quý vị vẫn hay gọi vào đấy, 714-898-0765. Vâng, thì thưa quý vị, một lần nữa thì tôi nhắc lại là quý vị gọi vào thì cho biết tên thì chúng tôi ghi nhận của quý vị. Nếu quý vị thành viên thì quý vị trong cái bảng A. Còn quý vị không phải thành viên ăn trong bảng B. Ví dụ ở đây là những phối ngẫu. Ok. Rồi sau đó chúng tôi, như tôi nhắc với quý vị là quý vị nghĩ là chúng tôi có 2.000 thành viên mà chỉ có 8 chỗ ngồi thôi, 800 chỗ 800 ngồi thôi. Chỗ ngồi. Thì bây giờ dĩ nhiên là mình phải theo cái thứ tự, phòng bác sĩ Bân. Vâng. Thì rồi bên khi mà tới quý vị đó thì bác sĩ Bân nhắc lại là phải đem cái này theo, phòng bác sĩ Bân. Vâng, đây là cái vé vào cửa, cái giấy vào cửa quý vị sẽ nhận được nội trong tuần tới. Thứ nhất là quý vị gọi điện thoại trên tờ giấy mời này trả lời tổ hợp. Thứ hai là cầm theo tờ giấy mời này để vào cửa. Và chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi sẽ mời quý vị dùng cơm trưa đúng 11 giờ trưa và 2 giờ chiều là chấm dứt. Thứ hai nữa là có nhiều quà xổ số lê hên. Thứ ba là có rất nhiều tiết mục đặc sắc. Về chương trình văn nghệ, chúng tôi có 2 ca sĩ nổi tiếng ở quận Cam là ca sĩ nam ca sĩ Đặng Thế Luân và nữ ca sĩ Tâm Đoàn. Thành ra xin quý vị nhớ đến tham dự một chương trình rất là sôi nổi và rất là vĩ đại trong Tết Ất Mùi năm nay của Tổ hợp Y tế Family Choice. Vâng, thưa quý vị, thì chúng tôi tổ chức tiệc mừng xuân này để mừng 20 năm thành lập Tổ hợp Y tế Family Choice. Và thưa quý vị, bác sĩ Bân vừa mới trình bày quý vị là có cái vé đó. Thì trên cái vé nó có cái tên của quý vị. Vâng. Khi chúng tôi gửi quý vị nó có cái tên ở trong của có tên. Vâng. Thì nên quý vị nên đem theo cái vé để chúng tôi tiện việc sắp xếp. Và thưa quý vị, thì khi mà chúng tôi tổ chức như thế này thì chúng tôi một lần nữa luôn luôn mong muốn quý vị được vui. Thành ra và đồng thời dựa theo kinh nghiệm năm trước, sự mà bắt đầu tổ chức, bắt đầu chương trình bắt đầu á, nó phải đúng giờ, phải không sĩ Vân? Tại vì có nhiều bệnh nhân họ năm ngoái họ đi, họ nói trời ơi, các ông bắt chúng tôi chờ lâu quá, tôi đến hẹn tôi 11 giờ mà tới 12 thì chưa có bắt đầu, phải không sĩ Vân? Vâng, thì hôm nay một lần nữa xin nhắc lại, chúng tôi sẽ bắt đầu đúng giờ. Đúng giờ, vâng. Và thành ra quý vị nên đến đúng giờ. Vâng, tại vì thật ra thì quý vị
biết là có nhiều người có nói đùa là đám cưới Việt Nam bao giờ cũng đi trễ hết. Thì thưa quý vị, chúng tôi năm nay cố gắng bắt đầu đúng giờ để cho những quý vị đến đúng giờ, không phải chờ đợi. Vâng, mà chúng tôi chỉ dám giữ quý vị 3 tiếng đồng hồ thôi, 11 giờ trưa và đến 2 giờ chiều là chấm dứt để quý vị ra về. Vâng, thưa quý vị, thì năm nay chúng tôi mời quý vị, xin quý vị đến đúng giờ. Và chúng tôi xin hứa với quý vị là chúng tôi sẽ chấm dứt đúng giờ. Để tại vì tôi biết là quý vị cao niên không phải là đôi khi không đi một mình được, có con cháu đón, đưa đón. Thành ra chúng tôi phải chấm dứt đúng giờ để cho thân nhân của quý vị có thể đón quý vị được. Đúng vậy. Phạm Hữu Xuân. Vâng, thưa quý vị, mà một lần nữa chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và đây là một buổi phát hình đầu năm của Tổ hợp Y tế Family Choice. Chúng tôi xin hân hạnh kính chúc quý vị được một năm mới, được sức khỏe dồi dào và được vạn sự như ý. Và xin cảm ơn bác sĩ Vũ Quang Bình. Cảm ơn bác sĩ Toàn và cảm ơn, kính chào quý vị.